Khép lại phần thông tin trong tỉnh là một vấn đề đang được dư luận quan tâm. Đã hơn 3 tuần, luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định số 100 của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực, đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả nước. Có thể nói, khi các biện pháp tuyên truyền, giáo dục không phát huy hiệu quả như mong muốn, thì biện pháp đánh mạnh vào túi tiền của người vi phạm cao hơn gấp đôi, gấp ba mức xử phạt cũ, được xem là giải pháp cuối cùng. Và khi lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, thì nhiều người đã phải từ chối uống rượu bia trước khi tham gia giao thông, bởi sợ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc. Nhờ vậy, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt cũng giảm mạnh. Nhưng đáng mừng nhất đó là số ca tai nạn giao thông tại bệnh viện giảm rõ rệt. Thời điểm cuối năm, thời điểm của những buổi liên hoan tất niên, họp mặt, thì như một quy luật bất thành văn, số người bị tai nạn giao thông cũng tăng đột biến. Tuy nhiên, những ngày cuối năm Kỷ Hợi này, không khí làm việc tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bà Rịa lại khá bình lặng, hoàn toàn không thấy cảm giác áp lực như trước đây. Ngay cả trong dịp cuối tuần, cả ca trực cũng chỉ tiếp nhận vài ca cấp cứu vì thương tích, giảm nhiều lần so với trước. Và đây là một trong những trường hợp bị thương tích vì say rượu. Bệnh nhân này uống rượu ở nhà do quá say, khi bước lên bậc thềm nhà đã trượt chân ngã. Những người bạn của bệnh nhân cũng làm nghề đi biển cho biết, từ khi có nghị định 100, mọi người đều hạn chế bia rượu. Tại vì công an nó quá khăn căng á, đều sợ nó phạt. Ví dụ như chiếc xe của mình không có đáng giá nhiều mà nó phạt gần cả chục triệu lận. Mình dán đi xe cậu là mình không có đụng tới. Khoa cấp cứu có 3 gian, thường thì 2 gian trong cùng là dành cho bệnh nhân tai nạn giao thông. Nhưng trong 3 tuần qua, có lúc gian thứ 2 không cần sử dụng. Đối với các bác sĩ, đó là một thực tế rất đáng mừng. Trước là ở đây rất là đông, hoặc là hai cái khu này là đông. Lúc nào cũng có bệnh là toàn là say rượu thử ra là rượu, nồng độ rượu. Ví dụ 10 bệnh vô thì khoảng 5 bệnh là 50% là có rượu rồi. Còn bây giờ thì 10 bệnh vô có chắc kiếm 1-2 bệnh là cũng khó. Và chống lỏng thì ví dụ ở tại khoa chỉnh hình cũng vậy. Thì mổ nó giảm, lượng mổ nó giảm bệnh xuống. So sánh với cùng thời điểm này của năm 2018, số ca tai nạn giao thông nhập viện tại Bệnh viện Bà Rịa trong dịp cận Tết đã giảm khoảng 60%. Từ thực tế diễn ra trong 3 tuần qua, các bác sĩ rất hy vọng những ngày xuân sắp tới, tình hình này sẽ tiếp tục được duy trì nếu lực lượng chức năng vẫn tăng cường chuyên đề xử phạt nồng độ cồn trong những ngày Tết.